Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Nam mô Thầy. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ xin kính chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp. Xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ridisi karata te chan tali khe vimane di be rate jagame taru anagahane ye hawa thom hi khe te phom ma cha yang tu de wa cha la tha la vi sa me yang tha gan tha pa na ga Ti than ta san ti ke yang muni vara vachanang sa tha vo me su nan tu thamma savana kalo ayam pha dan ta thamma savana kalo ayam pha dan ta thamma savana kalo ayam pha dan ta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami tutiyambi buddhang saranang gacchami tutiyambi dhammang saranang gacchami tutiyambi sanghang saranang gacchami tatiyambi buddhang saranang gacchami tatiyambi dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami Iti biso phagawa arahang sama sambutho vichya charana sambandho sugato loka vidu anuttaro purisa dhammasa tathisattha deva manusanang butho phagavati nathi me saranang anyang butho me saranang varang Ete na sacca vacce na hontu me caya mangalam uttamange na vandeham bada pangso varuttamang bhute yoghalito doso putho kamatuttang mamang swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko Ehi pasiko opanayiko pachatang weditapo Winyuhi tinati me saranang anyang Hammo me saranang warang Ete na sacca vacce na hontu me caya manggalang Uttamange na vandehang dhammang jaduvithang warang Thamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang Subhati bano phagavato sawaka sangho Ujubhati bano phagavato sawaka sangho Nyayabhati bano phagavato sawaka sangho Samichi bhati bano phagavato sawaka sangho Yadidang chattari burisa yugani atha burisa bhumgala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anchali karaneyo anuttarang bunyang khetang loka satinathi me Saranang anyang sangho me saranang warang Ete na sacca na hontu me caya manggalam uttamange na vandeham sanghaim chadu vittottamam sanghe yo khalito doso sangho khamatu tang mamang vandami cheti yang sabbang sabbathane subhati thitang
Sarika thatu mahabo thing butaruba sakalang sada sambute atawi sanja dada sanja sahasake panja sata sahasani namami sirasa aha te sang thammanja sang khanja adare namami ha namakara nufa we nahanto sape upatawe Aneka antaraya piwina santu ase sato sambute panca panya sanja sato wisati sahasake tasata sahasa ninamami sirasa aha te sang thammanca sang khanca adare nanamami ham namakara nufa we naham to sabbe upata we aneka antaraya piwina santu ase sato sambute na utara sate atha chattali sasaha sake visati sahasa ninamami sirasa aha te sang thammanca sang khanca adare Nanamami hang namakara nufa we naham to sabbe upata we aneka antaraya piwina santu ase sato sabbe burati maya disaya sata awera suki hondo sabbe burati maya nudisaya sata awera suki hondo sabbe dakina Yadi saya sata awera suki hondo sape dakina Yanu di saya sata awera suki hondo sape paitima Yadi saya sata awera suki hondo sape paitima Yanu di saya sata awera suki hondo sape utara Yadi saya sata awera suki hondo sape utara yanu di saya sata awera suki hondo sape uparima yadi saya sata awera suki hondo sape hetima yadi saya sata awera suki hondo sape sata awera Era hondo sukita hondo dito ka hondo apya pacha hondo anika hondo dika yuka hondo arore hondo sampati hisami chanto suki ata nam pariharanto dukha pata janik dukha faya pata jani faya soka pata jani soka hondo sape pipanino akasa tha japoma tha dewana gamahitika bunyang no anumodang tu jirang rakha tu sasanam akasa tha japoma tha dewana gamahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu no garu Akasatha japhumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu nyatayo Akasatha japhumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu panino Akasatha japhumatha dewanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhantu no sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hong tu anagate kale Sathu 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 Dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Kính thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Mai ạ. Nam mô Sang Thầy ạ. Xin chào ạ.
Giờ hôm nay chúng ta sẽ học phần tập dịch bài tập nâng cao trong kinh Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân. Mà tại cái phần hôm trước mình học đó là phần hôm trước mình tập dịch đó là mình đã dịch xong kinh Hạnh Phúc, là một trong những bài kinh mà các Phật tử mình cần phải học thuộc lòng, vì thường là mình đi tìm cái nguyên nhân để đem lại sự hạnh phúc cho mình, rồi bây giờ thì mình được Đức Phật chỉ đó là cái nguyên nhân đem lại cái hạnh phúc cho mình đó là mình có bao nhiêu nguyên nhân này. Cho nên cần học thuộc lòng rồi tìm hiểu về ý nghĩa của bài kinh. Bài kinh này Chư Tăng cũng hay tụng, nó gọi là tụng cầu an. Nhưng mà giống sư nói, thật ra nó không có gì cầu an cả, mà bài kinh dạy cái cách mà mình thực hành để mình có được hạnh phúc. Giờ hôm trước đó là mình đã đọc rồi, thì hôm nay mình đã đọc và mình đã dịch rồi. Thì hôm nay sư muốn trước khi mình dịch tập dịch cái bài kinh Chuyển Pháp Luân á, sư muốn đọc cho các Phật tụng một bằng cho các Phật tử mình. Nếu mình học muốn học thuộc lòng bằng cách tụng á, thì mình nghe lại cái file này để mình tập tụng thêm. Tại thường mà các tự trước tiên là mình đọc đọc giống như là lúc dịch bài tập như vậy, cái cách đọc đó để mình nhớ mặt chữ, rồi nếu mà ai nắm được cái chi tiết văn phạm nữa thì rất tốt. Nhưng mà đến khi mình tụng á, tại cái cách tụng đó là cái âm cuối, thì giờ âm cuối âm ngắn người ta phải đọc nhanh, nó ghép với cái âm sau âm dài hoặc là cái từ phía sau, cho nên đến khi mình tụng á, cái âm nó không còn chuẩn giống như là lúc mình đọc. Đó là lý do là mình phải đọc trước để mình biết mặt chữ. Ai biết được thêm nghĩa nữa thì càng tốt. Tại khi biết được nghĩa thì nếu mình đọc mà có mất âm, mất dịch chút đỉnh thì mình vẫn có thể hiểu được nghĩa. Hoặc là mình đọc sai mình vẫn phát hiện được. Thì sư sẽ đọc cho lớp một bận, rồi mình nghe file để mình tập mình tụng theo. Cách tụng thì nó khác hơn với cách đọc. Với tại thấy nhiều khi các tử mình có học Bali rồi, đọc được rồi, nhưng mà đến khi mình tụng á, mình tự học mình tụng không giống ai hết trơn. Tức là tụng ngán được. Thì sư sẽ tụng cho mình một lần, rồi mình thâu lại để mình nghe, để mình tập tụng thêm. Mangala sutang evam me sutang ekang samayang bhagava savatiyang viharati cittavanne anathapindika saarame athako anyatara devata apikanta yaratya apikanta vanna kevalaka pangcitavannang opasitva yena bhagavate nupasang kami upasang kami tva bhagavantang apivadetva ekamantang tha se ekaman tang thi ta kho sa de vata phakavan tang ga tha ya a chap ha se pa hu u de wa manu sa cha mang ga la ni a chin ta yung a kang kha ma na so tha nang tru hi mang ga la mu ta mang อเสวนาจปาลานังปันฑิตานัญจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกะละโมตมัง
ปะเตรูปะเดสาวาโสจัปโปเปจกตะปุญญตาอาตสัมมาปะนิทิจเอตัมมังกะละโมตัมมังปาหุสาจังจะเสปัญจวินโยจะสุเสกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกะละโมตัมมังมาตาปิโตปาทานัง โอตาดาราสสังคโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกะละโมตัมมังดานัญจะธรรมจริยัญจะญาตกานัญจะสังคโหอนวายจานิกัมมานิเอตัมมังกะละโมตัมมังอารติวิรติปาปามาจะปานาจะสัญญะโม อาปมาโดจะธรรมเมสุเอตัมมังกะละโมตัมมังการะวูจะนิวาโตจะสันโตทีจะกะตัญญุตากาเลนะธรรมมาสวรรณังเอตัมมังกะละโมตัมมังคันติจะโสวจาสตาสมานานัญจะดาสนัง กาเลนะธัมมะสากาชาเอตัมมังกะละโมตัมมังทัปโปจะปรัมมะจริยัญจะอริยสาจานะดาสนังเนปานะสาชิกิริยาจะเอตัมมังกะละโมตัมมังโพธาสโลกะธัมเมหิจีตังยาสนะกัมปะเตอะโสกังวิริยังเขมัง เอตัมมังกะละโมตัมมังเอตาดิสานิกะตวานะสาปาธัมมปาราจิตาสาปาทัสโสทิงกาจันเตตันเตสังมังกะละมุนตะมันติ Rồi đó là cái file để mình tập tụng à, nhớ đọc sư xong sư rồi sư đọc lại lần nữa đi sư. Lần nữa phải không? Dạ. Mangala sutang e vamme sutang e kang samayang pakawa sawati yang viharati cetavane anathapindika saarame athakho anyatara devata apikanta yaratiya apikanta vanna kevalaka pangcetavanang opasitva เยนภควาเตนุปัสสังคมิอุปัสสังคมิตวาภควันตังอภิวาเดตวาเอกัมมันตังอัฏฐาสิเอกัมมันตังทิตาโขสาเดวตาภควันตังกาทายะอาจฉปาสิปะหูเดวามนุสาจะมังกะลานิอจินตยุง อากังขมานาโสทานังปรุอิมังกะละโมตัมมังอเสวนาจะปาลานังปันนิตานัยจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกะละโมตัมมังปะติรูปะเดสวาโสจะโปเปจะกะตะปุญญตา อาตสัมมาปะนิทิจเอตัมมังกะละโมตัมมังปาหุสาจัญจะเสปัญจะวินโยจะสุเสคิโตสุภาสิตายะวาจาเอตัมมังกะละโมตัมมังมาตาปิโตปาทานัง โอตดาราสสังคโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกะละโมตัมมังดานัญจะธัมมจริยาจะญาตกานัญจะสังคโหอนวาจานิกัมมานิเอตัมมังกะละโมตัมมังอารติวิรติปาปามาจะปานาจะสัญญะโม อาปมาโดจะธรรมเมสุเอตัมมังกะละโมตัมมังการะวูจะนิวาโตจะสันโตทิจะกะตัญญุตากาเลนะธัมมาสวนังเอตัมมังกะละโมตัมมังคันติจะโสวจาสตาสมานานัญจะดาสนัง
ta lê na tham ma sa ca cha e tam mang a la mô tam mang ta po cha pram ma cha ri yanh cha a ri ya sa cha na da sa năng ne pa na sa chi ki ri ya cha e tam mang a la mô tam mang po tha sa lô ka tham me hi chi tăng ya sana kam ba te aso kang vi ra chang khi mang e tam mang ga la mo tam mang e ta di sa ni ka to na sa pa tham pa ra chi ta sa pa tha so thing ga chan de tan te sang mang ga la mun pa man ti ở trong cái cách tụng chúng ta nên, nếu mà chúng ta có ngắt giọng tại thường làm mà tụng hết hơi thì mình sẽ nghỉ, tụng một hơi thì nó sẽ hết hơi mình sẽ nghỉ, nhưng mình sẽ cố gắng là mình dừng ở cái chỗ nào mà nó có cái âm dài để mình không có đọc sai nữa, nhưng cố gắng dừng chỗ nào có âm dài mà muốn gì thì sao thì mình phải đọc trước và nếu mình nhớ được nghĩa nữa thì rất tốt. Dạ yeah. Ví dụ nếu mà bài kinh này mà chúng ta đã dịch xong rồi, chúng ta cũng dịch ngắn gọn theo cái từ Bali thôi, chứ không phải là dịch theo cách để mình tụng, cho nên hầu như mình dịch khá sát nghĩa, thì nhờ đó chúng ta có thể nhớ được. Đọc là vừa đọc, nếu mình đọc chậm chậm vừa vừa thì mình vừa đọc là mình có thể nắm được nghĩa cái chữ Bali ở trong cái bài kinh này. Dạ, với lại bao nhiêu đây thì nó cũng không có nhiều. Dạ, nếu mà ai mà thuộc hết bài kinh này và mình nhớ được luôn cái nghĩa này là mình đã có một vốn từ vựng khá nhiều. Ai nói gì? Sư con hỏi thăm, thí dụ mà mình ngưng cái chỗ trường âm sư mà cái câu đó chưa hết nghĩa thì có được không? Cái đó ở trong tụng thì mình không có bắt như vậy được. Trong đọc thì nó khác, trong tụng là tụng ý. Này con tụng. Dạ. Dạ con cảm ơn sư. Dạ. Sư cho con hỏi sư. Dạ con thấy sư đọc có những chữ là đoạn âm nhưng mà sư đọc nó không có đoạn âm. Như vậy mình biết cái chỗ nào lên chỗ nào xuống nó có quy luật gì không sư? Đâu có đâu. Đâu có chỗ nào mà không đoạn âm mà không đọc đoạn âm. Nhưng mà tại ở trong cái tụng là tại mình có sử dụng một tí giọng. Một tí giọng cho nên mình nghe giống như là nó trường âm, chứ thật sự là những cái chỗ trường âm thì người ta đọc dài khác hẳn với chỗ đoạn âm, người ta tụng khác hẳn với cái chỗ đoạn âm, cho nên nó không có giống. Còn giọng lên giọng xuống gì đó cái thế tùy thôi, tùy người đọc thôi. Chủ yếu là có âm dài, âm ngắn, âm nhấn. Ba cái luật đó thôi. Còn giọng lên giọng xuống thì đó là tùy người thôi. Thì theo giọng tốt. Dạ thưa sư, nãy con thấy có những đoạn mà dừng dài á, là đoạn đó giống như mình đọc hết hơi mình cứ dừng lại dài sư, chứ không có quy luật. Cái này mình đúng là cái này mình đọc hết hơi mình nghỉ thôi, mình tụng hết hơi thì mình nghỉ thôi. Nhưng mà mình cố gắng dừng ở những điểm đó là có âm dài để sao để mình tiếp tục cái đoạn sau cho nó dễ. Còn cái âm ngắn á, khi mình dừng thì sao, tại cái âm ngắn nó bắt buộc đó là mình phải nói, thí dụ như là atha si, thì bây giờ nếu mình hết hơi thì mình cố gắng mình dừng lại là e có manh tăng atha, rồi mình mới nói là si e tâm măng có lắm tâm măng, để nó nói âm cho nó dễ. Đó là trong cái cách mình tụng. Cho nên trong cách tụng á, nếu mà mình không có đọc trước thì đến khi mình viết là mình viết sai hết, tại nó bắt giọng theo kiểu đó thì mình viết rất dễ sai. Dạ. Nên mình cố gắng mình đọc trước để mình xem các âm các từ, rồi đến khi mình tụng xong á, mà mình vẫn có thể viết lại được đầy đủ đúng như vậy thì ok. Nhưng mà cái đó là mình phải hiểu thì mình mới có thể viết được. Thật ra thì lúc mà sư mới xuất gia, mấy cái này sư cũng học thuộc lòng, nhưng mình chưa có biết nghĩa, tại lúc đó mình cũng chưa học văn phạm Bali, chưa học về Bali, cho nên là học thuộc lòng, lấy là học thuộc lòng. Dạ. Nhưng mà sau này đến khi mình học Bali, mình học văn phạm rồi thì mình mới bắt đầu tra lại từ từ để mình kiểm tra lại, rồi mình tập đọc, sau đó mình tập viết.
À, mình đọc sao mà mình đọc xong mình có thể biết lại được đúng giống y như cái bản gốc là được. Rồi bây giờ chúng ta sang phần bài tập nâng cao số 2. Thật ra nói số 2 với thực sự là do nó thứ tự bài thôi chứ nó không có theo bài học. Không phải là bài tập số 2 là bài dịch nó cũng theo bài học số 2, nó không phải như vậy. Mà số 2 ở đây đó mình theo phân theo bài tập nâng cao 1 2 3 4, tại trong quyển này mình chỉ có 4 bài kinh thôi. Nếu mà trong khi dịch 4 bài kinh này, nếu mà mình vẫn học chưa xong thì có thể sư sẽ thêm một hai bài kinh nữa. Còn nếu mình học dịch 4 bài kinh này mà mình vừa học xong cái giáo trình thì là bao nhiêu đó là vừa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập đọc. Bây giờ chắc mình 10 câu, mình đọc 10 câu nhưng mà mỗi người đọc 5 câu, sư sẽ đọc trước thì sau đó sẽ mời lớp đọc ha. Thamma chắc các bồ tát xuất tăng e quang mê xuất tăng e căn samayang phakawa paranasiyang viharati isipatane migada ye takakho phakawa panchavakki ye bhikkhu amante si dwe me bhikkhave anta pappacitte na na sevitappa katame dwe yo cha yang kame su kamasukhalika nu yogo hino gammo pothuchaniko anariyo anatthasanhito yo cha yang atakilamatha nu yogo dukkho anariyo anatthasanhito ete tê kho phích khá quê úp hồ anh tê anupagam má chi mà patipada tathagat tê api sam putha chakhu karani nhà nakarani upasamaya apinyaya sampothaya katama cha sa bhikkhave macchima patipada tathagatena abhisambuddha chakkhukarani ñanakarani upasamaya apinyaya sambuddhaya nippanaya sangvatati ayame Ariyo Athangiko Maggo Seyathirang Samadhi Sammasankappo Sammavacca Sammakammanto Sammaajivo Sammavayamo Sammasati Sammasamadhi Ayangkho Sa Bhikkhave Macchima Patipada Apisamputha chakkhukarani ñānakarani upasamaya apinyaya sampothaya nippanaya sangvatati idaṃ kho paṇa bhikkhave dukkhaṃ โสกัปปะเรเดวะทุกขะโดมนะสุปายาสาปิทุกขะอัปปิเยหิสัมปโยโกทุกขะปิเยหิวิปโยโกทุกขะยัมปิจฉังนัลลัพพติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะอิดังโขปะนะภิกขเว ดุขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนโปนุภวิกานันดิรากัสสะกตาตตะทัตตาภินันดินีสิยะทิดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิดังโคปนภิกขเวดุขสดุขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสะ
ye quá tan hai giá ase savira gani roto jago patini sago muti analayo idang ko pana pikawe dukkani rotanga mini patipada arya sajang ayame wa ariyo athangiko makgo sayathi dang samadithi sama sangkapo sama waja sama kamanto sama ajibo sama wayamo sama sati sama samadhi. 11 câu ha, 11 câu cho hết một đoạn, cho hết một đoạn dài một phần, à, một phần của kinh. Rồi bây giờ mày lớp giơ tay lên đọc, ai đọc trước thì mình đọc 6 câu, ai đọc sau đọc 5 câu, à, mỗi người đọc một trang. Anh Khánh mời lớp đọc 7, cô Phước Duyên mời lớp đọc 7 giúp xin. Dạ, xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo ạ. Bạch sư con xin đọc bài ạ. E quam me sut tăng e căng sa ma yang pa ga wa ba ra na si yang vi ha ra ti i si pa ta ne ni ga da ye ta tra ko ta tra ko pa ga wa pan cha quắc vi ye pit phu a mang te si đề mê pit ka we an ta pa chi te na na sê quý tắp bà cá ta mê đuề dô cha dàng cà mê xú cà mát xú khá lít cà nú dô gồ hì nô gầm bộ gầm mô bồ thuốc chá ní cô á ná rí dô á ná thá sành hí tô dô cha dàng á tá ký lá mát thà nú dô gồ đúc phô á ná rí dô á Natha Sanhito Eteko Pikawe Uho Ante Anopagamma Machima Patipada Tatha Gate Na Apik Sambutha Chakku Karani Nyana Karani Upasamaya Athinya ya sambo thaya nibbana ya sangwatati. Điện thoại cái này. Ka tam ma cha sa phikka we machima pati pada ta tha ga te na apik sambuddha chakkhu kara karani nyana karani upasama ya athinya ya sambo thaya nibbana ya sangwatati. A ya me wa a ri yo a thang ghi cô mắc cô say ya thì đằng samma dít tí samma sang cấp bồ samma qua cha samma cầm măng tô samma a chi vô samma qua gia mô samma sa tí samma sa ma thí. Dạ bạch sư con đọc bài xong ạ. Dạ xin mời Phật học viên Diệu Thủy ạ. Dạ, sư con xin đọc tiếp. A dầm khô sa bí kha về mắc chi mà pati pát đà ta thà gà tê ná A phí sàm bút thà chắc khu kà ra ni Nhà ná kà ra ni u pa sá Mà giá a phần nhà giá sàm phô thà giá Nít bà nà giá sàm quát tá tí Y đằng khô pa na bí kha về đúc khẳng a ri ra sách chẳng cha tí pí đúc khà cha ra pí đúc khà ra tí pí đúc khô ma ra nằm pí đúc khăng sô cá pa ri đề quá đúc khá đồ ma na sú pa ra sa pí đúc khà áp pí dề hí sam pá dồ gồ đúc khô pí dề hí vi pá dồ gồ đúc khô dâm bích chăng ná la pha tí tầm pí đúc hằng sàn khí tê ná bách chú pa đà nách khăn thà đúc hà
Y đàng khổ pana bika về dukha samuda dồ arisa sách chẳng già rằng tần hà ô nốt pha vi ca nằn đi ra gá sa ha gá hạ sa ha gá ta ta cha ta cha cha ta cha ta cha ta cha phi nằn đi ni xây giá thì đăng kha má tần hà pha qua tần hà bi pha quá tần hà y đằng khổ pana bi kha về đúc kha ni rồ thổ ariza giá sách chẳng dồ ta xà dền dề quá tần tần hà giá a xê xá vi ra ga ni rồ thổ cha gồ pa ti ních sắc gồ mũ tí a na lá dồ y đằng khổ pana bi kha về đúc kha ni rồ thá gà mi ni Patipada Ariza Sachang Aza Mewa Arizo Athangiko Mago Saiza Thidang Sama Dithi Sama Sankapo Sama Wacha Sama Kampano Sama Achivo Sama Wazamo Sama Sati Sama Samathi. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời học viên Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc nhưng mà con đọc giống như đọc kinh đó sư ơi. Không được. Con bị nó đọc không, rồi không, nữa. Không được, đang tập học thì phải tập đọc bình thường dạ. Chứ không có đọc gì được. Dạ. Đọc từng từ nghĩ chứ đâu có gì đâu mà khó. Evan me su tam e kham sa me yang bắt ra qua. Bất ra nó dần với hai ra thì ít khi bắt ta mê mức giác đa dê. Tá cha khô bắt ra qua. Tá khô, đọc cho rõ từng từ, không có đọc chạy chạy như vậy. Khô bắt ra qua. Bàn cha vi mê bích khu. A măng tê si. A mê tê si. Bê mê bích ha vê an ta. Bắt ba dê tê nà nắc. Bắt ba chí tê nà. Bắt ba chê tê nè. Bắp bạch chí tê nè. Bắp chê. Bắp bạch chí. Bắp chí tê nè. Si bắt ta. Si bắt ta. Kha ta mê. Vê. Vô cha dăng. Kha mê su. Kha ma su. Kha lý. Kha du yô cô. Kino. Gamo. Bút thú dăng. Niko. Bó thú dăng. Niko. Bắt thú giang ni cô. Bồ thú chát ni cô. Bồ thú chát ni cô. Anna ri dô. Anna thác sáng hi tô. Dô chà giang. Atta khi la mát thà. Lưu dô gồ bức khô. Anna ri dô. Anna thác sáng hi tô. Ê tê tê khô. Bích khá vê út khô. An tê át mít ba ràm. Mắt mà. Chị mà. Anh út ba gầm mát. Anuk bắt ra mắt, mắt chi, mắt chi mắt, mắt chi mà, mắt chi mà, bắt tiếp bắt đà, tát hà, gác đề, nát, áp bít sám bút hà, chắc khu ca ràng nghi, nà ca ràng nghi, nhà nát ca ràng nghi, nà, nhà nát ca ràng nghi, út bắt sát, mày dạ, mày giá, áp bình nhà giá, sám bồ đà giác nếp bà na giác sám bà tắc kỳ sàng quát tắc tí sàng quát tắc tí khát ta mà chà xà bích khát ta mà chát khát ta mà chát xà bích khát về mắc chi mà tắc tí bắc mà tắc gặp tề nát áp bít tương bất bút thà chắc khúc áp bít sam bút thà áp bít sam bút thà chắc khúc khà ràng nì nà nắc khà khá ra nì út bát sát mà già áp bên này giá áp bên này giá sam bồ thắt giá nít bà nạc giá sam và tắc thì sam quát tắc tí sam quát tắc tí a giá mê vá a ri dô Ác tháng kỳ cô, măng cô, bây giờ khi đầm,
Samma Dikhi, Samma Sankappo, Samma Vacca, Samma Kammanto, Samma Ajivo, Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Sammati. Samma Sammati là đọc đọc bằng đọc không đúng thì làm sao chúng ta tụng đúng được, khó, rất khó. Ajang kho sa bhikkhave macchima bhakti bat da tatha gattena abhisam buddha takkukaran ni nakha na tanakkaran ni uppassa maya ya abhinna ya sambo tha ya nibbana ya sám vết bác sĩ. Như đọc tới số 7 là hết rồi. Đọc số 6 là được rồi. Thì con đọc tới số 7 gì con xin hết rồi. Dạ xin mời học viên Kim Cúc ạ. À. Thưa sư, con bắt đầu đọc từ câu số 6 lại. Số 7. Số 7. Dạ. Yeah. Ayang kho sa bhikkhave macchima patipada tathagatena abhisambuddha chakkhu karani nyaya karani upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati. Câu số 8. Idang kho bana bhikkhave dukkhang Ariya Sakyang, Cha Tivi Dukha, Cha Rabi Dukha, Ya Di Thi Dukha, Ya Thi Bi Dukho, Mara Nam Bi Dukhan, Soka Bari Dewa Dukha, Doma Nasu Baya Sabi Dukha, Api Yehi Sambayogo Dukho, Bí dê hí, viết bá dô gô, đúc hồ, giam bích chăng, ná lá phát tí, tăng bí, đúc hăng, sân khít tê ná, bành chú ba đà, nắp khăn đà tha, đúc hà. Ý đằng câu số 9, ý đằng khô ba ná phí khao quê, đúc khá sá mú đá dô, á ri giá sát chăng, gia dăng, tăng hà. Bồ nốt phá vi ca nam đi ra ga sa ha ta ga sa ga ga sa ha ga ta ta tra phi nam đi ni xây ya thi đăng ca má tăng hà phá quá tăng hà vi phá quá tăng hà. Câu số 10. Ý đằng khô bá ná bí khá quê đúc khá ní rô thô á ri giá sắc chăng dô tá xa dê quá tăng hà giá á xê xá quý ra gá ní rô thô chà gô bá tí ní sắc gô múc tí á la la dô á na la dô á na la dô. Câu số 11. Dạ, sư đẩy lên con chút. Ý đằng khô. Ý đằng khô ba ná bích khá quê. Sư đẩy lên con chút. Đấy rồi mà. Sao con đẩy không được không? Đọc lại. Ý đằng khô ba ná bích khá quê đúc khá ní rô thá gà mí ni Bát tí ba đà, á ri giá sắc chăng, á giá mê quá, á ri dô, á thăng ghi cô, mắt gô, xê giá thi đăng, sa ma đi thí, sa ma sang cắp bồ, sa ma qua cha, sa ma cam măng tô, sa ma a chi vô, sa ma qua cha mô, sa ma sát tí, sa ma sá ma thí. Dạ thưa sư, xin hết rồi.
Xin mời học viên Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Thamma Chakkappa Vattana Suttang Eva Me Suttang Ekan Samayang Pagawa Paranasiyang Viharati Isipatane Migadaye Tachakho Pagawa Panchawakiye Fikho Amantesi Đề mê phi khá quê anh ta bá bá chí tê ná ná xê vi tắp bà ká ta mê đề dô cha dăng ká mê số ká má số khan khá lý ká nú dô gô y nô gàm mô bồ thú chá ní cô anh á rì dô anh á thá anh hí tôm dô cha dăng át tá ký lá má thá nú dô gô đúc khô anh á rì dô anh á thá san hí tôm ê tê tê khô phí khá quê phú phô anh tê anu bá gàm má mấy chi mà bá tí bá đà tá thà gá tê ná á phí sàm bút thà chắc khú cá ra nì nhà ná cá ra nì ú bá sàm mà giá á phí nhà giá sàm bồ thà giá nít bà nà giá sàm quá tá tí cá ta mà chá xà phí khá quê mấy chi mà Patipada tathagate na avisamputta chakhu karani jnana karani upasammaya avinyaya sampothaya nipanaya sangvatati. Câu 6. Ayame wa ayo athangiko maggo seyathi dang samadithi sammasankappo samavacca sammakammanto sammaajivo sammayayamo ma sát tí sam ma thí. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ bạch sư, con không thấy màn hình sư. Quý vị đợi một chút nha, tại vì sư bị rớt mic rồi. Quý vị hãy chờ một chút nha. Dạ, sư bị mất mạng, mọi người cứ đọc tiếp rồi cánh anh kéo vô mặt. Dạ, xin mời học viên Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc bài. Câu thứ 7. Ai dân khô xe, phít khá quê, mắt trí ma, bát tí bá ra, tát thà, ghé tên á. Afistan Buddha Chakhu Charani Nhana Karani Ubasa Maya Afinyaya Sambo Thaya Nipanaya Sangwatati. Câu số 8. Idamkho Pana Fitkhawe Dukhang Ariya Sakchang Jatiya Trẻ tì bí đúc khà, chá ra bí đúc khà, già thí bí đúc khô, mà ra nằm bí đúc khăn sô cá, bà rì bà ni đề, quát đú hồ đồ, mà nà sú bà già đà xe bí. Sư ơi, bà sư rất mạng rồi hả sư? Đúc khà, áp bí dì hí. Sam bayo. Con không nghe được gì đâu hả sư? Đúc khô. Bí giờ hí. Con sư rất mạnh rồi mà con gọi điện thoại sao sư không nghe được. Đúc khô. Dâm bí. Dâm bí chân. Chắc tại mưa lớn quá nè. Dâm bí chân nè. Lập phá tí. Vì sư bị rớt mạng từ từ. Mọi người cứ đọc. Đúc khăn. Sân khít tê nè. Pành chú. Pành chú bà rè nắp khăn. Nắc khăn đà, đúc khà. Câu số 9. Ý đam khô, bá ná, phít khá quê. Đúc khá xa mút, bú đa dô. Á rí giá sát chăng, dà găng, dà dăng. Tành hà bồ nấp phá quý kà. Nán đi ra gá, xa há gá tà. Tá trá, tá trà phí nán đi nì. Xây giá thiên đạ đăng.
kama tanha pha wa tanha vi pha wa tanha pha sư mùi ý đam khô bán na phít khá quê đúc khá ní rô thô a ri giá sắc chăng dô tắc xe dê quá tanh hay giá a xe xe quý ra gá ní rô thô chè dô chè gô bà tí ní sắc gô mút tí a nè lê dô 11 ý đam khô bát tá bít khá quê túc khá ni rô thá gà mí ni bát tí bá đà a ri giá chắc chắn a giá mì quá a ri dô a thằng ghi cô mắc gô xây giá thi đăng xâm mà đít tí xâm mà sân cấp bồ xâm mà qua cha xâm ca xâm mắc cầm xâm mắc cầm mắn tô xâm mà a trí vô xâm mà qua gà qua gia mô xâm mà sát tí xâm mà xâm mà thí. Dạ thưa sư xin hết, con cảm ơn. Mà Phiên Hoa Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Tham mát chắc cá bá quát tá nát sút tăng e quang mê sút tăng e càng sa ma yang pha gá hoa bà ra nát si yang quý hà ra tí y si bá tá nê mê gá đà yê tát chá khô pha gá hoa bàn chá hoa kí yê phí khô á mán tê sít đuê mê phí khá vê án tá bá bá chí tê ná ná xê vi tá bá tát tá mê đuê yô chá yang ca mê su ca ma su khan li ca nu yo go he no ga mo po thu cha ni go anani yo anatha san hi to yo cha yang atta ki la ma tha nu yo go dukkho anari yo anatha san hi to e te te kho phi kha we u pho an te anupagamma macchima patimada tathagate na Abhi Sambuddha, Chakhu Karani, Jnana Karani, Upasamaya, Apinyaya, Sambodhaya, Nibbanaya, Sangvatati, Katama, Chasa, Thikkhave, Majjhima, Patibada, Tathagatena, Abhi Sambuddha, Chakhu Karani, Jnana Karani, Upasamaya, Apinyaya, Sambodhaya Nibbanaya Sangvatati Ayame wa arido Abhangiko Makko Sayyathidang Samadithi Sammasankappo Sammavaca Sammakammanto Sammajivo Sammavayamo Sammasati Samadhi. Dạ thưa sư, xin hả? Xin mời học viên Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con học bài tiếp. A tăng khổ xà thức khá quê nát chinh mà bà thi bà đà ta thà ra tề ná a thi sầm bút thà ép khu ca ra nì nhà na karani ubasamaja asinyaja sambodhaja nibbanaja sambattati idam kho banapikkhave dukkham ajiva sacchang jati pi dukkha jarati dukkha jati pi dukkho najanam pi dukkhang so kapati deva dukkha do manak supa ja sati dukkha atirehi sam tajogo dukkho virehi vip tajogo dukkho jam tichang na napati tam vi dukkhang tam khite na panh chupa da nak thành thà đúc khà y đầm khổ ba na thích ca huệ
Dukkha Samudayo Adiya Sakchang Vajam Tanha Bonopavika Nandija Vasaha Vata Tacha Tacha Kinam Dini Thầy ra thì rằng cả ma tần hà, tha qua tần hà, di sa qua tần hà, thì đầm khổ ba na thích khắc về, đúc khá ni dù thổ, a di ra sát chẳng, dù tắt hà về qua tần hà, giá, a xê sa vi già ra ni dù thổ, trà hồ, ba ti ni sát vô, mút ti an nà, na dù, thì đầm khổ ba na thích khắc về, Dukkha Nijo Thara Nini Patibada Ajira Sakchang Adame Wa Ajiro Akhazi Ko Makro Saizati Dang Samma Dithi Samma Sankappo Samma Vacha Samma Kammanto Samma Achivo Samma Vajamo Samma Sati Samma Sankappo Mà khí, đã thư sư con đã đọc xong ạ. Tôi nói là hầm lại cái nước phở cho Tư với một tiếng. Đúng không? Không còn ai đọc cho cô Phấn đọc với nha. Dạ xin mời cô Phấn. Với lại coi cô sơ chỗ cô Phấn nó có chữ hot là sao? Cô Phấn hãy đem lên nha. Cái đó là do nó tự động á cô. Giống như là bên host bị rớt rồi thì nó sẽ tự động chuyển qua một cái thành viên khác á sư. À cô. À rồi. Rồi xin kính lễ cô ạ. Kính chào cô Tu Nữ, kính lễ cô Tu Nữ ạ. Diệu Bảo, kính chào cả lớp muốn đọc. Dhammacakkappavattana suttang. E quan me suttang, e kang samayang pagawa pa. Ranasi yang viharate isi patane mi yada ye tatra ko bhagava bencha vaki ye bhikkhu amante si dve me bhikkhave anta pappacchite nana ve sitappa kata me dve yo cha yang ka me sukama Sukan lika nu yogo hino gammo bo thut chaniko anariyo anatta sanghito yo cha yang attalika matha nu yogo dukkho anariyo anatta sanghito ete kho bhikkhave upo ante anupagamma Mechima patipada tatha gate na abhisambuddha chakkukarani jnanakarani upasamaya abhinnyaya sambodaya nibbanaya samvattati katamachara katamachasa bhikkhave mechima patipada tatha gate na abhisambuddha Chakku karani, jnanakarani, upasamaya, abhinnyaya, sambodaya, nibbanaya, samvattati, ajameva ariyo, athangiko makko, sayyathidang, sammadit. Thi samma sankappo samma vacha samma kammanto samma achivo samma vayamo samma sati samma samadhi. Dạ con đã đọc xong ạ. Kính tri ân sư, kính tri ân đạo tràng, tri ân ai đã boss bài. Dạ thưa quý vị đã liên hệ được sư rồi, sư đang rất mạng thì sư nói lớp mình cứ sửa bài tập trước đi. Sư vô rồi. Ừ.
Dạ, sư các phật tử đã sửa xong hết trơn, đọc xong hết trơn rồi sư. Giờ sửa đi, sửa 5 câu trước đi. 1, 2, 3, 4, 5 trước đi. Dạ, con sửa câu 2 rồi đấy ạ. Dạ, thưa sư, con sửa câu 5. Mẹ câu số 4 rồi không? Rồi, Tiên sửa câu số 1 nha. Rồi, chị Tiên. Còn câu số 3 thì ai sửa? Con sửa câu số 3. Cái máy cũ hôm nay không có như Zoom, sao hôm nay vô nó không chạy vô à? Có số 3 mà. Số 4, cần sửa có số 3.
Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu đầu tiên. À. Câu số 1. Y văn mê xuất tăng. Dạ tôi đã nghe như vậy. E can sam yang phakkhava paranasiyang viharati isipatane nikadaye. Một thời Đức Thế Tôn ngự ở lục viện tại Isipatana gần thành Paranasi. Rồi là được rồi ha, câu này thì quen thuộc rồi. Câu số 2, Tathāgata Bhagavā Paññavakkhiye Bhikkhu āmante si ve me bhikkhave anta pappacitte na nà se vitappa. Tại đấy Tathāgata Tathāgata dịch là tại đấy và tại chỗ ấy cũng được. Đức Thế Tôn gọi nhóm năm vị tỳ khưu giờ có động từ gọi thôi chứ không có thuyết giảng, không có động từ thuyết giảng. Đức Thế Tôn ngự, Đức Thế Tôn gọi nhóm năm tỳ khưu. Còn đó lời văn chính thì người ta chỉ viết như vậy thôi. Cho nên dịch theo Bali, Đức Thế Tôn đã gọi, tại đấy Đức Thế Tôn đã gọi
là gọi chúng năm tỳ khưu, đây gọi nhóm năm tỳ khưu cũng được, năm tỳ khưu rồi chấm đi. Bỏ chữ thuyết giảng. Này các tỳ khưu, này các tỳ khưu, có hai cực đo mà bậc xuất gia không nên thực hành nha. Cái chữ ở đây có một cái hợp âm, một cái hợp âm quê mê. Quê mê mình tách nó làm sao? Đề ý mê. Quê với ý mê làm tách theo gì? Mình xóa gì? Xóa chữ ý ở phía sau. Sáu mình âm sao ha, này thì mình chưa học, nhưng mà nếu mình nhìn vào đó mình cũng có thể nói được, đó là hai nguyên âm không giống nhau, nguyên âm trước là thường âm, âm sao đoạn âm, rồi sáu nguyên âm sao. Tá chặt khô dịch rồi ở đó đường sư hay là tại đấy? Tại đấy, ở đó gì cũng được. Tại đó, tại rồi, Đức Thế Tôn đã gọi nhóm năm tỳ khưu này, các tỳ khưu có hai cực đo, hai cực đo này. Ở đây thì mình không có động từ, bỏ chữ có luôn. Hai cực đoan này, chữ này ở đây là chữ y mê. Dạ, đúng. Hai cực đoan này các tỳ khưu, hai cực đoan này mà ở đây, tại vì nó là cách thứ ba, ở đây mình sử dụng ở dạng khả năng phân từ. Hai cực đoan này ở đây nó gần giống như là câu thù đồng thể, nhưng mà ở đây nó dùng ở dạng khả năng cách, khả năng phân từ, cho nên mình thấy có cái danh từ cách thứ ba, ở đây nó sử dụng khả năng phân từ. Tại khả năng phân từ thì trước nó cũng là cách thứ ba. Mà bậc xuất gia không nên thực hành theo. Nó Sevitappa. Sevitappa là thực hành. Cái chữ Sevitappa này nó chia theo cái chữ Anta. Nó chia theo cái chữ Anta. Nó chia theo chủ từ. Khả năng phân từ thì nếu mà nó bổ nghĩa cho cái nào thì nó chia cho cái đó. Không nên hành theo. Bạch sư, con xin dịch lại thế này có được không ạ? Hai cực đoan này không nên thực hành bởi bậc xuất gia được không ạ? Không, dịch là mà bậc xuất gia không nên thực hành theo thì nó hay hơn. Dạ, dạ vâng ạ. Con bỏ luôn chữ thật luôn chưa? Không nên hành theo. Không sao, hành theo, thực hành theo gì cũng được, hành theo, thực hành theo đâu có sao. Rồi câu số 3. Katami dui. Thế nào là 2? Katami dịch là thế nào hả? Katami dui là dạ gì nào á, gì hay nào là gì chứ hả? Hai cái cực đoan ấy là gì? Cái tâm này là điều gì? Cái
tâm mê đó, sư con cái chữ cát tâm mê, cát tâm mê tư vấn cho lại chị. Cát tâm mê gì nào? Tính từ gì hay là nào sư? Mê. Thế nào là hai? Thế nào là hai để cũng được đi. À, sự đắm say dục lạc trong các dục. Ở đây mình có chữ chát đó, thì mình có thể là một chữ chát. Ở đây mình có chữ cha văn, chúng ta thấy có chữ cha văn. Cha văn ở đây mình tách nó là chát với á văn. À, chát với ai văn, hai nguyên âm giống nhau, sáu nguyên âm trước được âm nguyên âm sau. À, một sự đắm say dục lạc trong các dục. Sự say đắm sự đắm say dục lạc trong các dục này. Thấp hèn, tầm thường, phàm phu, không phải bậc thánh, không có lợi ích. Cái đó đóng vai trò của tính từ hết ha, là tính từ hết. Không có lợi ích. Hai, ở đây vô cha văn thì mình dịch nó à, cái chữ chán thì mình dịch nó là số đếm, là một hai là kẻ. Còn cái chữ vô ở đây mình mới dịch nó vô cha văn nào này, cho nên mình dịch nó là này, là theo chữ này nữa. Sự tự hành khổ mình, từ tự hành khổ mình này là đau khổ. Vẽ trên thêm chữ chữ thêm thêm chữ là đi, trên đây thêm chữ là em có vẻ dễ nghe hơn. Được là trong các dục này là đau khổ, không phải bậc thánh, không có lợi ích. À, có đó mình dịch vậy. Y tì tì khô phí khá vê ú khô anh tê anh nó còn gầm má. Máy chi mà bất tí quan đà tập thà gắt tề na phi sam bút hà chắc cú cà rơ ni nhà nó cà rơ ni có sam mai giá a phi nhà giá sam bút hà giá ni pha na giá sam vật tơ tí này à, các tỷ khu sau khi nghiêng về hai cực đo anh không có gầm á, sao dịch gì mà nghiêng về hai cực đoan nhỉ? Yeah. Chữ anh không có gầm á, mình có nhìn nó ra lại gì không? Tránh xa hoặc không tiếp cận ạ. Anh không có gầm á, mình nhìn nó ra là cái thể loại gì không? Bất biến quá khứ phân từ. À, nó bất biến quá khứ phân từ ở trong quyển 3 này thì mình học thêm cái bất biến quá khứ phân từ ở dạng này. Thay vì mình thấy toa toa thì bây giờ anh trong quyển 3 này mình sẽ dò hợp thêm cái phần đó nữa. Mà tại bài mình chưa tới mà mình dịch đấy, thì mai mốt mình sẽ học thêm. Này các tỳ kheo, sau khi tránh xa xa hai cực đo
hai cực đoan này. Chữ e t t khô ở đây mình dịch nó một cái hoặc là hai cực đoan ấy này hoặc là ấy, có bản thì nó có bản nó có chữ t hai e t t hai cái em lấy một cái thôi, hai cực đoan ấy. Mình có thể thêm này có thể thêm không được không giả không được không giả xuống đi. Sau khi từ bỏ hai cực đoan ấy thì chúng tôi nút bấm gầm mắt ở nút bấm gầm mắt ở dưới cái cho từ vựng luôn anh khách. Sau khi không thiên về á sư, từ vựng thì sư nói là thiên không nhưng mà thiên về dâm ấy. Khi không thiên về thì thưa sư nếu mà dịch từ bỏ được không sư sư? Sau khi từ bỏ hai cực đoan ấy được không sư? Có cách thật tí thì cũng có thể được, nó có cách thật tí cái dịch nó tuôn tay những khi nó không tuôn anh ba. Này các sự thêm sự thực hành theo tôn giáo sau khi từ bỏ hai cực đoan hai dòng từ tránh xa mắt nghe khó nghe này các sự thêm sau khi tránh xa hai cực đoan ấy tôn giáo tiếng Như Lai sự thực hành hai cực đoan đã được Như Lai đã được Như Lai giác ngộ đệ nhãn sanh khởi. Anh thêm cái chữ mà pháp hành trung đạo được không sư? Patipada là cái pháp hành được không sư? Con thiếu chữ tuệ nhã sanh khởi. Patipada phương pháp trung đạo. Tuệ nhã sanh khởi. Dịch là con đường giữa được không sư? Tuệ nhã sanh khởi, trí nhã sanh khởi. Abhisambuddha là quá khứ phân từ. Đưa đến hoặc là dẫn đến. Dẫn đến sự vắng lặng, bỏ chữ nhiều quá, dẫn đến sự lặng. Thắng trí. Ừ đúng rồi.
mấy cái chữ đó ở dưới dịch thì sao? Chắc phúc cá ni đã âm dịch thì sao? Pháp nhãn khởi sanh hả sư? Làm cho tuệ nhãn phát sanh. Làm cho nhãn. Phúc cá ni làm cho tí phát sanh. Phúc cá ni thì làm là tác thành mắt, tác thành trí, tác tức là tạo tác, mức tác thành mắt, phải là sự tác thành mắt chứ, nếu mà tác thành là giống như, như động từ, trí, làm cho tệ nhãn, tác ni sự làm cho tệ nhãn phát sanh, tác thành mắt, tác thành mắt. Đi đặt thành mắt các thành trí nhiệt tắt lại vậy các tí nhưng mà cái chữ anh có gầm mát này có dịch quá anh à, lên câu này lên câu tôi coi lại tí à, nhanh quá. Tại các tưởng dịch theo kinh kinh tụng thì nó dễ rồi nhưng mà dịch để cho nó đúng theo cấu trúc văn phạm thì nó khó. Đây là tác thành mắt, tác thành trí thôi. À, tác thành mắt, tác thành trí. Mắt ở đây tức là tuệ nhãn. Nhưng mà tại cái chữ của nó chỉ sử dụng cái chữ chắc phú thôi thì thôi dịch mắt là được. Cho thành trí dẫn đến thanh tịnh, đưa đến cũng được, đưa đến cũng được, đưa đến từ quán lạc ai cũng được, từ quán lạc thắng trí giác ngộ niết bàn. Nhưng mà ở đây tại nó còn cái câu ở trên dịch nó chưa có này, các tỳ khưu sau khi tránh xa hai cực đoan ấy việc cũng được ha. Sau khi tránh xa đoàn hải từ thực hành thưa sư cho con hỏi cái câu này tất tha cái tên nó với sam bút tha là cái câu phải là thụ động thưa sư, quá khứ phân từ mà dạng thụ động không thưa sư? Thì ở đây nó có cái dạng thụ động đó. Không phải chỉ khi Như Lai ở đây đã được Đức Như Lai giác ngộ chứ khiến là có đâu có thể sai bảo là dùng khiến phương pháp trình đạo bỏ chỉ khiến đi mà dịch theo tao không đâu. Nếu không dịch chữ khiến thì có thể dịch chữ do không đã được nó Đức Như Lai giác ngộ tại vì ám sanh bút tha có hai cái tên đáng được thụ động mà câu là câu thụ động chữ tá tha gá tê má là cái này nó ở coi như là thứ ba con đạo được Như Lai giác ngộ. Dạ thưa là con dịch thế này có được không ạ? Này các tỳ khưu sau khi tránh xa cực ba đấy là con đường trung đạo, là con đường trung đạo do Như Lai tránh giác đã tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Chỗ đó là con đường trung đạo, cực đoan đấy là con đường trung đạo.
Dạ, có phải là nguyên cái cụm này là cái chủ từ cho cái động từ samvatthi phía sau không sư? À, nguyên cái phần đó nó xuống dưới nữa chắc cũng karani nha, nó karani là nguyên cái đó là nó đóng vai trò chủ từ. Machima Vatimada là chủ từ. Không, nguyên cái cụm này là chủ từ đúng không chị? Cho cái câu đoạn sang. Không, ý là Machima là câu, ở cách thứ nhất. À, đúng rồi, cái này là chủ từ này chị. Trong cái đoạn nhỏ này. Machima Vatimada là chủ từ. Machima Vatimada là chủ từ. Machima Vatimada là chủ từ. Cái khu Karani cũng là cái câu câu riêng, cũng là chủ từ, một cái câu riêng. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà mấy cái đó thì nó là... nó như là tính từ ở trong câu, nó mặc dù là chỉ sắc, còn chính là mấy cái mặt như dịch thì được, nhưng mà nó chưa có xưa các bạn thì đặt sai. Sư, cái từ mà sự vắng lặng á, thay bằng thay là từ bạc sư, cái đó không cần sửa nữa. Cái đó là được rồi. Vì cứ tạm gì đi để có gì để sự coi lại sự nghiên cứu lại xem ha. Nhưng mà chữ khiến này thì không được. Chữ khiến là trung đạo do Như Lai. Nếu vậy thì sửa lại chữ do được, do Như Lai. Được Như Lai. Trung đạo do đã Như được Lai. Không lên sư? Được Như Lai chứ. Không, đã được á, tại vì có câu ấy với Sambuddha quá khứ không từ. Cái câu đó là được. Đã được Như Lai giác ngộ. Bởi chữ khiến này nè, trung đạo ai, do Như Lai đã giác ngộ. Vậy không sao. Rồi tác thành mắt, tác thành tí, đưa đến nó lặng, thân tí, giác ngộ niết bàn. Cái thật ra cái chữ vắng lặng thì nó cũng được, nhưng mà nó xài không có chuyên môn lắm. Cái chữ vắng lặng đưa đến tịch tịnh thì nghe nó kinh điển hơn. Tịch tịnh thì nó kinh điển hơn. Dịch theo từ ngữ sư cho. Từ an tịnh, giác ngộ, thắng chiến giác ngộ và niết bàn. Bốn câu. Sự tịch tịnh. Tịch tịnh. Rồi câu đó tạm vậy đi. Cái đoạn sau thì nó được rồi, nhưng mà tại cái đoạn trước nó chưa có ăn nhịp với nhau lắm. Chúng ta thấy là này các tỳ khu, sau khi tránh xa hai cực đông ấy, trung đạo do Như Lai đã giác ngộ, tác thành mắt thành tí. Tức là cái bất biến quá khứ văn từ của cái chủ từ nó chưa ăn nhịp nhau lắm. Nhưng làm sao để mình dịch được cái câu này, tỳ khu sau khi tránh xa hai cực đông ấy, trung đạo về văn phạm thì có thể ổn định. Rồi bây giờ câu năm đi. Patama cha sa bhikkhave macchima patipada tathagatena abhisambuddha. Này cũng gần giống như câu trên hả? Dạ. Chỉ khác tí thôi. Này các vị theo mà Như Lai đã chứng ngộ làm cho tuệ nhãn phát sanh, sửa lại giống như ở trên đi ha. Copy cái đoạn ở trên xuống, tắt thành mắt, tắt thành tí, đưa đến tịch tịnh, thắng tí giác ngộ niết bàn. Do Như Lai thì viết lại
cái tại đây nó có chữ cách cách tâm ma thế nào là gì đạo? Này các thiệt theo này các thiệt thế theo đạo do Như Lai đã giác ngộ tắt thành mắt tắt thành trí đưa đến tịch tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn là gì hay là như thế nào? Thế nào là trung đạo được không thưa sư? Hả? Thế nào là trung đạo được không thưa sư? Dùng chữ thế nào trước á? À, cũng được. Thế nào trung? Thế nào là trung đạo? À, cái gì thì có vẻ nó hay hơn. Thế nào là trung đạo do Như Lai? À, cái gì đó có lẽ hay hơn. À, giờ thôi tạm năm câu đó đi. À, từ về chúng ta sẽ tiếp. Thôi thì sao chúng ta sẽ học bài không biết học bài học học tới đâu hả, học bài 3 bài 4 sư bài 4 bài vô ngã tướng sư bài 4 bài đi là bài học thêm 10 bài rồi mình sẽ bài tập đi. Thì mình đủ bài học sửa các kinh này cho nên mình phải học thêm bài học để mình giải thích thêm cho các bài kinh này không ai được à, tại nội dung thì nó liên quan thì liên quan nhưng mà về mặt văn bản thì mình chưa đủ để có thể giải thích cho một số chi tiết ở trong một kinh này cho nên chúng ta vẫn phải học bài học thêm. Rồi giờ mà lớp nghỉ ở đây đi. Tại vì sao chúng ta học thêm một bài mới nữa rồi chúng ta trở lại với bài tập. Dạ. Dạ, bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui ạ. Dạ, bây giờ xin mời quý vị tắt âm thanh và hướng tâm về thời kinh hồi hướng do cô tu nữ Diệu Bảo tụng đọc. Xin mời cô ạ. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Ca. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ. Dạ, kính chào cả lớp và con xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha Chappamatha Devanaga Mahitika Bunyano Anumodantu Chirang Rakkhantu Sasanam. Akasatha Chappamatha Devanaga Mahitika Bồn nhân nô ăn nô mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu nô ga ru. A ca sát ta chấp phẩm mát ta đề qua na ga ma hít ti ca. Bồn nhân nô ăn nô mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu nhà ta vô. A ca sát ta chấp phẩm mát ta đề qua na ga ma hít ti ca. Bồn nhân nô ăn nô mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu pa ni nô. A ca sát ta chấp phẩm mát ta đề qua na ga ma hít ti ca. Bồn nhân nô ăn nô mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu nô sa đà y đăng quạt tà nô bồn nhân a sa wa ca ya wa hang ngô tu a na ga tê ca lê sa thu sa thu sa thu. Dạ, thầy kinh hồi hướng phước đã xong ạ, xin mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ, con kính chúc sư được nhiều sức khỏe. Rồi, con kính tri ân sư ạ. Yeah,